Con của con năm nay 16 tuổi, hằng ngày lén con trì chú Đại Bi và chú Dược Sư, và con của con có những hành động cử chỉ y như người xuất gia, nào là đi nhẹ nói khẽ, mỗi lần vào chùa hoặc ở ngoài đời luôn điềm tĩnh nhưng không có phát tâm ăn chay. Vậy con của con có căn lành hay như thế nào? Con mong sư hoan hỷ chỉ dạy cho con cảm ơn sư nhiều. Quý vị làm sư nghĩ đến cái hình ảnh của cái hạt giống. Cái này thì không có, hình như không có trong kinh. Sư chỉ dựa vào cái nền tảng Phật pháp mà sư biết thôi. Còn nếu mà có mà sư không nhớ thì quý vị hoan hỷ giùm sư ha. Một loại loại thứ nhất á, là cái hạt giống mà gieo ở trên đất chết. Hai á, là hạt giống gieo trên đất xấu. Và ba là hạt giống gieo trên đất tốt. Hạt giống mà gieo trên đất chết thì nó trổ không nổi, nó chết luôn, nó chết hẳn. Còn cái hạt giống mà gieo trên đất xấu thì nó cũng lên được cái cây, nhưng mà cái cây nó còi cọc, nó thiếu sức sống nhưng cũng lên được. Còn cái hạt giống mà gieo trên cái đất tốt thì nó sẽ được mạnh khỏe. Sư nhớ là ở trong kinh cũng có cái ví dụ tương tự về hạt giống á. Ví dụ như là hạt giống không có bị con này con kia ăn, rồi hạt giống được làm được đất được tơi xốp, rồi không có bị cái này cái kia, hình như là trong kinh có mà sư không có nhớ. Thì ba cái hình tượng hạt giống này đó nó tương tự như một cái người, cho dù mà họ có cái căn lành đi chăng nữa, mà họ đi theo ngoại đạo, đi theo tà kiến, rồi họ tu tập một cái pháp môn tầm bậy tầm bạ thờ ông trời ông đất nha, thì như hạt giống gieo trên đất chết, nó thối, nó hư hẳn, sao cũng được, thậm chí nó còn gây họa cho người khác. Còn cái hạt giống, còn cái người mà cũng xuất gia nhưng mà theo một cái phương pháp nó không có chính thống, nó na ná, nó xem vậy đó, thì cũng lầm lành lánh dữ, nhưng mà cái chuyện tu tới giải thoát thì thôi mơ đi. Nó cũng tạm tạm xài được, thì nó giống như là cái hạt giống mà gieo trên đất xấu vậy đó, cũng lên cây đó, nhưng mà cái cây nó èo uột, nó còi cọc thì nó uổng uổng phí cái hạt giống. Còn cái loại thứ ba là mình, ví dụ như là mình có lòng nhưng mà mình được cái là mình đi theo đúng thầy nè, học đúng pháp, tu hành theo đúng đường lối, thì dù cho mình chưa có chứng đắc đạo quả đi chăng nữa thì bản thân mình cũng đạt được vô số lợi ích, và thậm chí mình có thể làm được vô số lợi ích cho chúng sanh. Thì nó cũng giống như cái hạt giống như trên đất tốt vậy đó. Cho nên là cái chuyện mà con của cô có căn lành hay không thì các sư có thần thông thì các sư mới biết, chứ còn các sư không có thì các sư đâu có biết ha. Nhưng mà như sư nói đó, nếu như nó là hạt giống thì phải xem coi là mình nên gieo nó trên cái đất gì, chứ còn gieo trên đất xấu hoặc gieo trên đất chết thì nó uổng phí. Mà bây giờ làm sao để mình chọn cái đất tốt để mình gieo? Cái quan trọng mình có muốn gieo hay không đó chứ. Mà nếu như mình muốn gieo đất tốt thì thứ nhất là đi học giáo lý giùm sư. Cho nhỏ đi học giáo lý. Cái giáo lý mà nó chính thống nha. Cái giáo lý mà nó đúng đắn, đúng theo chánh pháp. Chứ còn ba cái giáo lý trời ơi đất hỡi, học trên trời dưới đất, nước lạnh, nước sôi thì cũng chịu thua thôi. Rồi ráng giữ giới. Cái chuyện ăn uống thì nó không quan trọng đâu, cái quan trọng là giữ giới. Sư nói rất là nhiều lần, sư thấy rất là nhiều người họ tự hào là họ ăn chay được 3 năm, 4 năm, 5 năm, chứ sư chưa thấy một ai họ dám dỗ ngực họ nói là họ giữ giới được 3 năm, 4 năm, 5 năm, chưa thấy. Rồi cái tiếp nữa là ráng, nếu mà có dịp á, thì tham dự những cái khóa thiền hành tứ niệm xứ một cách đúng đắn. Thì khi mà được những cái đó, cho dù sau này á, cái người này không xuất gia mà làm cái người cư sĩ tại gia thì cũng tốt.
tại vì nó là giống gieo trên đất tốt. Không biết Đại Đức Tuệ Tường có bổ sung hoặc chia sẻ gì không? Dạ, kính thưa đại đức, kính thưa quý vị. Ở cái câu hỏi này nè, sư khi mà sư đọc qua, sư mong mỏi là cũng một câu hỏi này mà chỉ có thay đổi vài vế thôi, chỉ thay đổi một vài vế thôi. Thì khi mà quý vị hỏi vậy con của con có căn lành như thế nào không, vậy con của con có căn lành hay như thế nào ạ, thì bản thân quý sư sẽ có câu trả lời ngay và luôn, thì chỉ cần thay đổi một vài vế như vậy thôi. Là như vậy: Bạch sư, con của con năm nay 16 tuổi, hàng ngày lấy con chù trì chú đại bi. Thì bây giờ cái vế này nè, thì sư thay đổi là như vậy: con của con năm nay 16 tuổi, hàng ngày lén nghiên cứu về ân đức Phật, ân đức Pháp, đức Tăng, và thường xuyên niệm tưởng là đức Phật, đức Pháp, đức Tăng. Giống như là đức Phật có chín nè, còn đức Pháp có sáu nè, đức Tăng là chín nè. Đó, rồi kế tiếp với cái tiếp này nha: và trì chú dược sư. Thì sư thay vô là cái đoạn này á, và con của con, nghĩa là cũng lén đó, cũng lén niệm tưởng đức Phật đó, và cũng lén gặp quý sư, bố thí cúng dường. Rồi kế tiếp: và con của con cũng có hành động cử chỉ y như người xuất gia. Là như thế nào? Là có nghĩa là nói lời chân thật và nói không nói những lời thô ác, không nói lời chia rẽ và không nói những điều nhảm nhí. Và khi bà con của con á, là khi mà gặp ai nó chọc giận nó đều có sự điềm tĩnh, nó không có sân hận đó. Thì thay vô cái vế đó. Và kế tiếp nè: hoặc ở đời luôn điềm tĩnh ha. Rồi kế tiếp nè: nhưng không có, cái vế tiếp là nhưng không có phát tâm ăn chay. Thì ở đây cái vế này sư thay vô là nhưng đồng thời, nhưng điều đó con của con cũng không, cũng trì giới là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Rồi xong, kết thúc là vậy con của con có căn lành hay như thế nào ạ? Thì nếu mà đúng như cái vế mà sư thầy á, thì ngay thời điểm sư nói đúng, cái đứa bé này, đứa bé 16 tuổi này đúng là nó có những cái dấu hiệu căn lành, là trong quá khứ nó đã từng tiếp cận giáo pháp của một bậc toàn giác, và rất là tốt. Nếu mà ở đời sống hiện tại, đời sống cư sĩ của nó duy trì được những điều này nè, nó bố thí, nó trì giới, nó hành thiền nè, còn nó có niềm tin chân chánh vô Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo, đây là một điều rất tốt. Còn nếu mà tốt hơn á, căn lành tốt hơn á, nếu mà cái việc phụ huynh này nè thấy con mình nó căn lành tốt hơn á, thì tạo điều kiện cho đứa bé này xuất gia để thực hành phẩm hạnh. Và bản thân á, khi mà có một người con xuất gia thì cũng là lợi cho chính cái đứa bé đó, và mang lợi lạc đến chính cho cái quyến thuộc của mình, và mình là bậc cha mẹ đó. Đó chính đó cái là gọi là cái khái niệm mà tăng lành, mà sư dựa vào tinh thần tâm tại cái điển Pali để trả lời đó. Thì quý vị nên thay đổi những cái vế này thì đó mới là căn lành. Còn ở đây thì như quý vị hỏi là đó, câu hỏi quá rõ ràng rồi. Là những như vậy thì cái này là nó hỏi sư, quý sư là có căn lành hay không, thì quý sư không có thể xác định được nó căn lành. Một lần nữa trước khi kết thúc câu trả lời này thì quý sư nhấn mạnh lại: căn lành theo đúng tinh thần tập tại cái điển Pali, tức là một người có niềm tin chân chánh vào Tam Bảo, tức là Phật, Pháp, Tăng, và có thực hành bố thí, trì giới, tu thiền, có thực hành Bát Chánh Đạo đại diện cho giới, định và tuệ. Đó mới gọi là căn lành, thưa vị, theo đúng tinh thần là Phật dạy trong Tam Tạng Kinh Điển Pali. Giờ xin kết thúc cái phần trả lời câu hỏi này. Vâng, và chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.